Hai tuyến ống thép chạy song song nhau có chiều dài xấp xỉ 500m, vừa được hạ thủy thành công ở độ sâu 2,5m dưới đáy sông Hồng để dẫn nước sạch từ nhà máy nước mặt sông Đuống tới thành phố Hà Nội. Để hạ thủy được đường ống khổng lồ này, hệ thống tời kéo và tời hãm được kết nối vào tuyến ống, đảm bảo chắc chắn. Hệ thống theo dõi ứng suất biến dạng được bố trí theo suốt chiều dài toàn tuyến ống để theo dõi và cập nhật liên tục. 11 tàu cẩu công suất lớn cũng được huy động để neo giữ đảm bảo độ ổn định, đây là lần đầu tiên một hệ thống đường ống khổng lồ được hạ thủy thành công dưới đáy sông Hồng. Dự kiến trong vài ngày nữa, nước sạch theo chuẩn quốc gia sẽ được đưa về các huyện Thanh Trì, Hoàng Mai. Đây là những nơi mà nhiều năm qua người dân khá căng thẳng vì phải sử dụng nước ngầm có độ nhiễm phèn, nhiễm arsen cao.